có một cái điều này ở Việt Nam các bạn có thể thử kiểm chứng nhé. Đó là nếu như các bạn có một chai nước hoa nào đó mới, các bạn là dân buôn, các bạn chỉ cần review em nó là một cái phiên bản tốt hơn, hay là so sánh gọi là có thể cân xứng, hoặc là có thể thậm chí là ngon hơn, hoặc là clone của một chai nước hoa nổi tiếng rất lâu rồi, thì chắc chắn một điều, chai nước hoa đó sẽ được mọi người săn lùng rất kinh khủng. Và trên thị trường Việt Nam, đặc biệt là nước hoa Nam, có một chai nước hoa mà chúng ta sẽ thấy rằng nó mang đi so sánh với rất nhiều mùi hương khác. Điển hình đó là Hasivat, điển hình đó là Sidrat Boa của nhà Mancera. Và anh em biết đó là tượng đài nào rồi đúng không? Đó là Creed Aventus. Và hôm nay thì mình cũng đang có một con với một cái giá đắt hơn Creed Aventus, đó chính là MDCI Blue Satin. Chính nó đang ở trên tay mình. Và cũng có rất nhiều người hỏi mình rằng: anh ơi, em nó có phải là một cái phiên bản ngon hơn không, hay là một cái phiên bản nhạt nhòa so với Creed Aventus? Toàn bộ sẽ được trả lời trong video này. Ngoài ra còn có những thông tin khá là hay ho về nhà nước hoa này. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Cái tên MDCI nó là viết tắt của Marchand Design Christian Independent, và nó được ra mắt vào năm 2003. Và người thành lập ra cái thương hiệu này đó là Claude Marchand. Và ông ý là người đã đưa ra những cái thiết kế, những cái hình tượng rất đẹp như thế này. Các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy. Đó, này, đẹp không? Xùi ôi, hôn nhau cái đấy, ôi trời. Nếu mà các ông thích thì tôi sẽ làm review cho các ông mùi này. Đây cũng là một cái mùi mà tôi rất ưng dành cho nữ. Để cụ thể thì cứ bình luận ở phía dưới nếu như các bạn muốn nhé. Còn chúng ta sẽ chỉ nói về cái Blue Satin trong ngày hôm nay thôi. Và những perfumer làm mùi cho MDCI thì toàn những cái nhân vật gạo cội, những master perfumer. Chúng ta có Pierre Baudon, và ông này thì làm những cái mùi cho FM như kiểu là con Iris, như kiểu là con Fan Lover. Ngoài ra thì chúng ta có Fangshit Cushion, cũng là một trong những người làm vài mùi nữ cho nhà MDCI. Bên cạnh đó thì có một perfumer mà chúng ta cũng thấy xuất hiện rất nhiều, đó chính là Celier Zancorion. Và bà chính là người làm ra mùi của Blue Satin này. Và ngoài ra thì bà làm khá là nhiều mùi của nhà Amour, cũng như nhà Jovoy. Đây đều là những cái thương hiệu nước hoa mà ở Việt Nam săn tìm rất rất nhiều. Thì chúng ta biết rằng là cái chất lượng, cái phần blend mùi người ta chắc chắn là phải rất là tuyệt vời rồi đúng không? Ngoài ra thì cái phần thiết kế mình sẽ nói qua một chút. Chúng ta có một cái thiết kế ở đây, các bạn nhìn nó có hai thiết kế khác nhau. Đó, nếu như là những cái phiên bản có cái hình chanh như con Blue Satin này thì những cái nắp của nó sẽ là những cái nắp thường và có cái phần tua rua rất là dễ nhìn. Còn đối với những cái phiên bản mà có cái hình đầu tượng như thế này thì nó chỉ đơn thuần như thế này thôi, và những cái tên của những chai nước hoa nó sẽ được in ở cái phần đít của chai. Và các bạn thấy rằng là cái chai này nó cũng rất là giống những cái lọ mực ngày xưa. Ngoài ra thì Claude Marchand thì ông ấy bảo là những cái tượng này đều là những cái tượng ông sử dụng những cái nhân vật rất nổi tiếng ở trên thế giới, và ông đã có một chút chỉnh sửa đi. Ví dụ như đây là nhân vật mà tôi nhìn cái bức tranh ở ngoài thì là một nhân vật trông khá là kiểu hung dữ, nhưng mà khi mà được làm vào bức tượng này thì trông lại khá là kiểu hiền và có cái nét gì đấy kiểu giống thần thoại Hy Lạp đó. Ngoài ra thì những bức tượng này các bạn cũng có thể, ngoài việc trưng bày, các bạn có thể dùng để chặn giấy. Đấy là một cái thiết kế mà ông có nói. Thì bên cạnh đó, cái nhà nước hoa này trước đây nó còn có cái chai thiết kế là chai 100ml được dòng Limited. Và bây giờ thì cái việc tìm kiếm nó rất rất khó. Nếu như mà mình review con này thì mình cũng sẽ nói thêm về cái thiết kế 100ml, tại vì đây lại là thiết kế mới rồi. Đấy, riêng câu chuyện thôi là anh em đã thấy rằng là cái nhà này nó đã cả một cái câu chuyện thiết kế nghệ thuật nó rất là khác rồi. Và các bạn cũng có thể yêu cầu là nếu như mà các bạn mua ở cái store của MDCI thì các bạn cũng có thể yêu cầu là chai refill được. Nghĩa là các bạn có thể dùng hết, các bạn có thể bảo cho họ là họ có thể làm những cái nắp khác và đổ lại nước hoa vào trong để các bạn có thể tái sử dụng lại cái chai nước hoa này. Các bạn không cần mua chai mới.
Ngoài cái nghệ thuật về cái phần thiết kế ra thì chúng ta còn có cả nghệ thuật về phần đặt tên chai nước hoa theo một cái cách chơi chữ. Ví dụ như ở đây chúng ta có một cái chai nước hoa cũng của nhà này, đó là chai Pecedino. Thì nếu như mà để chỉ để là PE sắc chê thôi thì nó có nghĩa rằng tội lỗi. Nhưng mà các bạn chỉ cần thêm cái dấu mũ ở phía sau cái từ E cuối cùng thì nó lại có nghĩa rằng cây đào. Và cái mùi hương của nó cũng khá là hấp dẫn. Nó có một cái hình thức kiểu ẩn dụ về cái mùi hương, khi mà mùi hương làm rất là nữ tính bánh bèo, nhưng mà đôi khi nó cũng là một cái khiến cho đàn ông chúng ta không kiểm soát được mà gây ra những cái lỗi lầm rất là nguy hiểm. Thì đó còn là một cái cách chơi chữ rất hay của nhà MDCI. Và bật mí các bạn thêm một cái điều khá là hay ho, đó là nhà MDCI này họ đặt tên những sản phẩm của họ theo những tác phẩm nghệ thuật, theo những vở kịch, theo những bức tranh rất nổi tiếng ở trên thế giới. Và ngày hôm nay thì chúng ta đi vào một cái bức tranh, đó chính là Blue Satin. Và cái hình in ở đây là bức tranh Blue Boy. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút lịch sử của cái bức tranh này để có thể hiểu hết được cái mùi hương người ta gửi gắm vào đây và tại sao lại là cái bức tranh này ở trên này. Nào. Bức tranh Blue Boy thì các bạn có thể dễ dàng search ở trên mạng. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây một cách rất là nhanh, đó là một cái bức tranh chân dung. Và nó có tên là A Portrait of a Young Boy, đó là chân dung của một quý ông trẻ. Nhưng có một cái điều đó là theo như những cái ghi chép lại thì bức tranh Blue Boy này nó không phải là vẽ một cái đứa trẻ của một cái thế hệ gia tộc, mà chỉ đơn giản là đây là một cái nhân vật ông ý nghĩ ra. Cũng có nhiều cái giả thuyết đặt ra đây là họ hàng hay là đây là một người làm việc cho ông ta, thì ông ấy nghĩ ra thì ông vẽ nên một cái bức tranh chân dung. Và cái bức tranh chân dung này thì cái thời kỳ đầu nó chưa được nổi tiếng đâu, và sau này khi mà có một cái gia đình rất là giàu có mua bức tranh này với cái giá hơn 700.000 đô, và trước khi chuyển cái bức tranh này về Mỹ thì ông đã treo tại một cái bảo tàng, hình như mình nhớ là ở Anh Quốc. Và trong vòng 2 tuần treo bức tranh này trước khi chuyển về Mỹ thì đã có hơn 90.000 người đến xem cái bức tranh này. Một cái phong cách thời trang đúng như kiểu là kiểu quý tộc ngày xưa mà các bạn nhìn thấy rằng là kiểu hay cưỡi ngựa này, xong rồi đi ăn tiệc tiếp các thứ, thì người ta rất là hay mặc cái kiểu như thế này. Đó, cái nội dung mà người họa sĩ gửi gắm vào đây đó là một cái sự đĩnh đạc, một cái sự sang trọng đến mức tối cao. Nghĩa là những cái gì đẹp nhất, những cái gì tuyệt vời nhất về cái sự sang trọng, về cái thế hệ và kiểu cái giai cấp giàu có thì người ta sẽ thể hiện vào trong cái bức tranh này. Ngoài ra, có một cái điều khá là hay ho, đó là khi cái bức tranh này đặt trên cái việc là scan tia X thì nó còn ra thêm một cái hình con chó đứng ở bên cạnh cái cậu bé này. Đây là một cái điều rất đặc biệt, nếu như các bạn chỉ cần nhìn bức tranh không thì các bạn không biết được. Nhưng mà khi mà qua cái tia X thì nó xuất hiện thêm một cái hình con chó ở bên cạnh nữa. Và ngoài ra thì cái bức tranh này được xuất hiện trong rất rất nhiều những cái thiết kế về bát đĩa của Anh Quốc, của Pháp ngày xưa. Bên cạnh đó, nếu như những bạn nào mà có xem bộ phim Batman và năm 1989 và bộ phim Joker năm 2019 thì cũng đều có bức tranh Blue Boy này ở trong cái đoạn phim. Đây là một cái điều cực kỳ đặc biệt mà mình cũng rất là kiểu vui khi mà mình đang tìm hiểu cái bức tranh này thì mình thấy, là mình nghĩ là phải chia sẻ ngay cho các bạn. Tại vì dù gì Joker thì chắc chắn là ai cũng đều đã xem qua đúng không? Nhưng mà đây là một cái mà các bạn ít để ý. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần quan trọng nhất, đó là về phần mùi hương. Ý nghĩa của bức tranh thì chúng ta đã hiểu rồi. Thì cái mùi hương này khi mà các bạn xịt ở trên tay, mà mình cũng sẽ giải thích cho các bạn luôn tại sao nó được mang ra là giống với Quýt Aventus và cái sự thật của nó như thế nào, nó có giống Quýt Aventus hay không. Thì khi mà các bạn vừa xịt ra này, một cái mùi hương các bạn rất dễ dàng có thể hình dung ra, đấy là một cái nét tươi của một cái quả chanh vàng. Cái quả chanh vàng, các bạn đang tò mò quả chanh gì không? Các bạn xem những bộ phim châu Âu khi mà người ta đi ăn hải sản ấy, người ta có một quả chanh vàng để người ta vắt lên hàu, vắt lên những cái loại hải sản. Thì cái quả chanh vàng ở đây nó không chua như những quả chanh xanh của Việt Nam đâu. Nó chỉ còn tầm 70% chua thôi, 30% nó vẫn có một cái nét ngọt ở phía sau. Và cái mùi hương này
nó sẽ ngửi thêm như kiểu là các bạn thấy rằng là nó có một cái lớp dầu hay là một cái lớp kiểu dầu đặc khi mà các bạn ép những cái lá ra. Tại vì mình nhìn cái nốt hương ở đây ấy, thì mình thấy là có cái lá gai dầu ở trong này, thì mình nghĩ là cái lá gai dầu ấy nó sẽ tạo nên một cái nước ép để có thể gọi là quét lên cái quả chanh vàng ở đây. Và có thể cái nét này nó làm chúng ta liên tưởng tới một phần nào đó về Quýt Aventus. Quýt Aventus thì đối với mình so với Blue Satin ở cái phần top note ấy, thì Quýt Aventus có phần chua của nét dứa rõ rệt hơn, nó cũng sẽ có phần bay hơn. Còn với Blue Satin thì chúng ta sẽ nhận thấy một cái nét smooth mềm mại ngay từ ban đầu. Và ngoài ra thì mình thấy rằng Quýt Aventus ấy thì nó có cái xu hướng là cái chua ở dứa nó rất dễ nhận ra. Còn với Blue Satin ấy thì chỉ đơn giản là một quả chanh vàng, rất đơn giản, quả chanh vàng chọn lọc tốt nhất để có thể tiếp những vị khách chất lượng nhất vào ăn cái món hải sản là hàu sống đó. Và sau khoảng tầm 10 phút ở trên da thì các bạn sẽ thấy một cái bay mùi ngọt. Một cái bay mùi ngọt này nó sẽ xuất hiện ở rất rất nhiều những sản phẩm của MDCI. Cái bay mùi ngọt nhẹ của vanilla và một chút bụi, nó như kiểu là các bạn có những cái căn nhà mà các bạn để lâu, các bạn phủ những cái vải lên ấy, nó có những cái lớp bụi bám ở trên đấy lâu ngày, và khi các bạn rũ ra thì các bạn cảm nhận thấy cái bụi nó chạm vào từng cái xúc giác ở trên cơ thể của các bạn. Thì cái mùi hương này khi các bạn ngửi, các bạn thấy có một cái lớp bụi vani mỏng nhẹ ám ở trên. Và chính cái nét này nó làm cho cái mùi hương của Blue Satin cũng như là những cái sản phẩm khác của MDCI nó có một cái nét rất đặc trưng, và nó có một cái nét kiểu sang trọng và hoài cổ, kiểu cổ điển đặc trưng của Pháp luôn. Tại vì cái nhà này thì theo như cái ông chủ thương hiệu, ông nói rằng là vẫn muốn giữ được cái nét đặc trưng truyền thống classic cổ điển của Pháp. Nên là các bạn sẽ nhận thấy chỉ cần ngửi khoảng tầm 3 con của nhà này thôi thì các bạn chắc chắn là sẽ thấy rằng là nó có một cái vai ngọt bụi ở phía sau rất cổ điển đặc trưng. Càng là lâu trên da thì cái mùi citrus chanh ban đầu nó sẽ dần dần dịu bớt xuống. Các bạn sẽ thấy tông mùi gần như là cái độ sáng của mùi gần như là không hề biến chuyển, nó cứ chung, smooth, rất mềm mại, kéo dài từ đầu đến cuối. Và cái bay bụi vani nó vẫn ở đấy, và các bạn sẽ thấy là thêm một cái chút mùi gỗ kết hợp vào làm cho cái mùi hương có một cái sự nam tính và đẩy lên cái sự sang trọng nhất định và có nét rất là cổ điển. À, với cá nhân mình thì mình thấy rằng là Quýt Aventus khi mà mang ra so sánh với Blue Satin nó như kiểu là một người phụ nữ ngồi chiếu dưới và một người đàn ông ngồi chiếu trên, nó không cùng chiếu với nhau, nên là cái việc mà mang ra so sánh nó với nhau rồi lại bảo là cái phiên bản này là một cái phiên bản kiểu ngửi nó cao cấp hơn, xịn sò hơn thì mình không đồng quan điểm. Đừng có thấy có citrus xong rồi kiểu ngửi na ná ngọt ngọt xong rồi thấy có long diên hương thì chúng ta mang hết Quýt Aventus ra để so sánh. Đừng, tại sao lại có thể nghèo nàn trong cái việc mà review, trong cái việc chia sẻ những cái để có thể so sánh với nhau như vậy nhỉ? Blue Satin nó là một câu chuyện hoàn toàn khác với mình luôn. Nếu như các bạn ngửi, các bạn dành thời gian thực sự kỹ, các bạn sẽ thấy rằng là Blue Satin rất khác, rất cổ điển. Quýt Aventus thì nó có phần bay bổng hơn và nó thật là nó đơn điệu hơn so với Blue Satin khá nhiều. Dành nhiều thời gian cho Blue Satin, các bạn sẽ thấy rằng là nó khá là phức tạp và cái sự biến chuyển của nó cứ mượt, nó như một tấm lụa vậy, rất là mềm mại trên da. Đặt đây, ngoài vấn đề đặt ra không còn gì để bàn. Vậy thì để đánh giá về phần mùi của em nó so với cái phần concept thì nó có đồng nhất hay không, thì mình nói một câu rằng có, rất có. Mình có một cái điều hơi buồn ở Blue Satin, đó là nếu như mà chúng ta so sánh Blue Satin với Quýt Aventus thì nó thật là Quýt Aventus không có cửa, tại vì hai cái đường hướng nó đi khác nhau. Nhưng nếu như mà được dịp ngửi những sản phẩm của MDCI đây, như những con này, hai con này và tôi còn hai con nữa ở chính kia, thì các bạn sẽ thấy rằng Blue Satin nó là một cậu bé ở trong một gia đình có điều kiện, trong một gia đình kiểu châm anh thế phiệt, ở trong gia đình kiểu dòng dõi hoàng tộc. Đấy chỉ đơn giản là một cậu bé thôi, nó rất đúng concept luôn. Thực ra thì với mình ấy, thì mình mong chờ ở cái phần bay nốt khi mà dry down hết ở trên da nó làm một cái gì đấy nó rắn sỏi, nó mạnh mẽ hơn.
Nhưng không, Blue Satin nó như một đứa trẻ vậy. Mùi hương nó nịnh ngay từ ban đầu, và về sau thì nó rất là dễ đoán, không có gì quá đặc biệt. Nên là với mình, và mình cũng biết lý do vì sao ở trên thế giới không có những cái bài blog, những cái reviewer review về Blue Satin này, mà chủ yếu là những cái con như kiểu con này, hay là những cái sản phẩm như là Sheep Balatang, hay là con Râu, hay là những cái con Shio Shio, những cái đều là những cái tên rất nổi tiếng, có rất nhiều những cái bài tạp chí, những cái tờ báo viết. Và kể cả chủ thương hiệu này cũng không hề nói gì nhiều về cái tác phẩm này. Đó, còn ở Việt Nam vì sao nó hot? Tại vì đơn giản rằng mang nó ra so sánh với Quýt Enter thì nó hot thôi. Đó, nếu là mình nghĩ rằng nếu như các bạn muốn gọi là tìm một cái mùi ngửi nó có xu hướng classic dành cho những bạn nam loanh quanh khoảng tầm ngoài 25 tuổi, và các bạn có cái xu hướng là có một cái bay mùi ngọt nhưng mà kiểu dành đúng kiểu ở tầng lớp những quý tộc, kiểu mình hay gọi mùi hương này ở trên những cái buổi live stream, mình gọi là những cái mùi old money của dành cho những kiểu gia đình giàu có, kiểu từ thế hệ này còn hệ khác. Tại vì có một cái điều đó là trọc phú nó khác khá nhiều so với những cái người đại gia mới nổi. Tại vì đại gia mới nổi thì thường show ra tất cả mọi thứ cho mọi người xem, nhưng mà với những kiểu old money thì họ luôn luôn kín tiếng, thậm chí là đồ của họ, những cái gì họ mặc ấy, họ còn không muốn show ra cái tên thương hiệu mà họ đang mặc là gì. Thì có một cái điều đó là cái sản phẩm của MDCI nó rất hợp với những người đang có cái xu hướng như vậy. Tại vì cái độ tỏa của cái này nhá, nó không phải là một cái mùi tỏa tốt. Lưu thì rất ổn, lưu tốt hơn Quýt Aventus. Con này lưu trên da mình tầm 7 tiếng đến 8 tiếng là chuyện hoàn toàn bình thường. Quýt thì chắc chắn là không làm được việc đấy, nó tùy bản. Đó, còn cái độ tỏa nó này nó chỉ tầm nửa cánh tay quay đầu, lúc nào cũng là một mùi skin sen. Trừ con này là một cái mùi mình đây là cuộc chinh phạt man dợ. Nó kiểu nghe nó khá là kiểu sôi máu lửa, nên là người con này nó nhiều gia vị, nó tỏa nồng thôi. Còn đối với những con như này hay là kể cả con nữ thì cái độ tỏa của nó lại khá là nhẹ nhàng, nên là mình nghĩ là kiểu nó sẽ phù hợp cho những bạn nào có kinh tế tốt và thích những cái mùi hương nó không quá là ố dề, mà thực sự phải dành thời gian ngồi nói chuyện với nhau, gần nhau, và kiểu chung cái hệ quy chiếu thì chúng ta mới có thể cảm nhận được mùi hương này. Và đây là một cái mùi hương mà mình chắc chắn một cái điều là các bạn sẽ không đi gây ấn tượng với gái đâu. Thực sự là như vậy, vì nó tỏa có tốt đâu mà có thể gây được ấn tượng với gái. Chẳng lẽ lại kiểu em ơi ra đây anh làm quen xong rồi dí mặt nó mà thơm không em, mùi này là mùi old money đấy, cái loại kia. Thì đây không phải là một con như vậy nhá. Rõ ràng quan điểm luôn với nhau, mua Club Blue Limited cho nhanh, quả tốt. Đó là toàn bộ cảm nhận của mình về một cái nhà nước hoa mang cái hơi hướng nghệ thuật, cũng như là làm mùi rất ok. Chỉ có một điều rằng khá là đắt về phần giá. Những cái sản phẩm mà không có tượng như này nó còn tầm 5 củ rồi, và những cái sản phẩm có tượng nó đắt hơn rất là nhiều, tầm 8 hay 7 hay 8 củ liền. Đấy là một cái mức giá khá là cao cho người Việt. Nhưng mà nếu như mà các bạn đang tìm một cái gì đấy đặc biệt, nó thể hiện những cái mình đã nói, các bạn không quan tâm làm đến tiền, thì đây chắc chắn là một nhà mà các bạn nên thử. Và với mình, đừng thử Blue Satin. Đó, mình nghĩ rằng là đây là một con như kiểu là một cái cửa để cho các bạn đi vào, các bạn khám phá những cái thứ bên trong rồi. Ok, các bạn có thể nghe review, các bạn có thể biết tới nhà này, có dịp thì các bạn cũng có thể thử qua. Nhưng mà nhà này, đây là một con mình đánh giá rằng là nó làm hời hợt nhất của nhà này. Còn với những sản phẩm sau thì các bạn thấy là nó có sự hay ho hơn rất là nhiều. Và nếu như các bạn thích mình làm những con nào thì các bạn hãy cứ bình luận ở phía dưới. Và một lần nữa thì tôi rất cảm ơn bạn Tạ Đức Linh đã có thể cho tôi mượn 5 con của MDCI để tôi thẩm thấy được cái DNA đặc trưng của nhà nước hoa này. Tại vì nếu như mà không có đủ 5 con để ngửi thì chắc chắn là chúng tôi sẽ không biết được là mùi hương cái DNA xuyên suốt ra sao để có thể chia sẻ kỹ hơn với các bạn. Và rất là cảm ơn, nên là nếu như bạn nào có thể có nhu cầu muốn thử thì các bạn cũng có thể inbox qua cái đường link mình để ở phía dưới để thử cái bộ sưu tập MDCI này. Có khá là nhiều những con khác nữa mà mình đánh giá đây là một trong những con mà các bạn cũng có thể sử dụng gọi là vui vui. Với thời điểm hiện tại thì nó với Quýt Enter chắc là tầm ngang giá nhau. Thì Blue Satin có một cái đó là hơi cổ điển đặc trưng của Pháp, và nó cũng không nên so sánh với Quýt Enter.
Nếu như mà để một trong hai lựa chọn thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn em này đó. Còn Kid Oriented thì nó lại là một cái mùi mà kiểu để đi khoe, để đi tặng tốt hơn. Nói MBCI thì đâu ai biết đúng không? Và đừng quên việc like, share, ấn vào nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.